Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Bầm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay bé em xin phép giới thiệu với tất cả các anh em mình là một cái mã máy hút thổi bụi của Huka anh em nha. Mùa cuối năm rồi, thường thường là anh em làm mộc này, các bác thường thường là hay hút thổi bụi ở gọi là cái công xưởng, xưởng của mình này. Hoặc là anh em mà dùng làm gia đình, đôi khi là bụi bẩn các bác không có thể là không quét được. Anh em có thể là hút hoặc có thể là thổi bụi cho em. Hoặc là anh em mà đôi khi anh em muốn thổi bụi hoặc là muốn thổi lá ngoài vườn, thổi lửa, ok, tiện luôn cho em này. Lên luôn cho em là máy hút thổi bụi của Hukan em nhá. Cho anh em đây là con máy hút thổi bụi của Hukan. Anh em cùng em xem thông số kỹ thuật này. Hukan này, model là HK800EB. Công suất của nó là 800W này. Ui, khá là khỏe luôn. Vòng tua từ 0 đến 15.000 vòng 1 phút và lưu lượng gió là 2,8 mét khối 1 phút cho em các bác nha. Con này thì đặc biệt luôn là cắm điện lưới 220. Cắm điện lưới 220 là rất dễ dàng sử dụng cho anh em mình luôn. Anh em cứ cắm vào điện lưới thông thường là ok nha. Logo Hukan dập nổi này. Rồi. Con này thì motor đồng 100% nên là anh em yên tâm sử dụng luôn dòng Hukan này. Có 6 cấp chỉnh tốc, các bác có thể chỉnh tốc cho em này. Chỉnh tốc kiểu này các bác cầm, thứ nhất là cầm bấm cò, bóp cò ok này. Cái thứ hai là anh em xoay, xoay chỉnh tốc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đặc biệt là đi kèm thì sẽ có luôn cho các bác là một cái túi lọc bụi, lọc cắt bụi cho anh em mình luôn nha. Em sẽ cắm vô nguồn và em cho các bác nhà mình xem luôn là nó có khỏe không anh em nha. Dòng này thì công suất lớn, khá là ngon luôn anh em ạ. Và tiện dụng cho tất cả anh em luôn. Muốn thổi bụi, thổi gió hoặc là anh em nhà mình muốn thổi lửa, thổi lá, tiện lợi luôn ạ. Ok, em sẽ cắm vô nguồn cho các bác xem luôn này. Rồi. Ok anh em nha, em sẽ để tốc độ min luôn này. Để min, để tốc độ chậm nhất luôn, yếu nhất nha. Ok, bóp cò lên thả đáy ra nha. Bóp cò ok thải ra. Sau đó em sẽ xoay chỉnh tốc này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Rất là tiện luôn anh em ạ. Và em sẽ test thử là thổi nước luôn các bác nha. Và em sẽ test thử chứ đang thổi nước cho các mình xem luôn ạ. Rất là tiện luôn anh em nha. Bác nào mà làm thợ sửa chữa xe máy này, đôi khi là các bác dùng ok. Anh em gọi là rửa xe cho khách sau muốn thổi rất là tiện lợi luôn. Ngay là con này thì quá là khỏe nha. Ngoài ra thì nếu mà anh em muốn hút bụi, ok, muốn thổi các bác cắm ống vô đây và muốn hút này, anh em cắm vô đây cho em. Và các bác cắm cái túi lọc cặn vào đây nha. Anh em đã cùng em đi test chức năng của con máy hút thổi bụi của Hukan rồi. Phải nói là ngon, khỏe và giá rất là bèo rồi anh em ạ. Hiện tại thì giá sale ngày hôm nay, sale cho tất cả anh em nhà mình đang theo dõi, đang quan tâm bên em, giá 470.000. Bên em bao phí vận chuyển toàn quốc này. Anh em nhận hàng em sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi toàn cho em nha. Nên là anh em nào mà có nhu cầu với cái mã sản phẩm này, các bác có thể alo trực tiếp cho bên em. Tất cả các đầu số bên em đã để trên màn hình rồi ạ. 0982 826 628 hoặc là 0929 826 628 anh em nha. Cửa hàng em ở tại Lý Nhân Hà Nam, nên là anh em nào cần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng xem hàng, test hàng và mua hàng anh em nhá. Các bác cuối năm mà muốn bụi bẩn và muốn hút thổi có thể lấy con này cho em. Anh em làm nghề mộc, anh em làm sửa xe có thể chuyển luôn cho em nhá. Giá thì quá là bèo luôn. Các bác nào có nhu cầu thì nhanh tay ạ.